Hello mọi người, bây giờ 10 giờ rưỡi sáng rồi. Bây giờ mình đang có mặt ở khu vực chợ Nhật Tảo nha. Phía trước mặt các bạn là cái đường Lý Nam Đế, không phải Lý Nam Đế đâu, cái này đường Vĩnh Viễn đó. Đường Vĩnh Viễn nha mọi người. Phía trước đó là ngã tư giao giữa Lý Nam Đế là Vĩnh Viễn. Và hôm nay mình sẽ dành chút thời gian buổi sáng để mình đi quay phim để cho mọi người coi coi cái thời điểm mà gần Tết, cái chợ Gia Trai nó như thế nào ha, có những cái món hàng gì mới mẻ không. Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết rồi, chưa tới nửa tháng đâu. Bữa nay 16, 17 gì rồi. Bây giờ thì mọi người đang tập trung vào đông đúc nha. Thường thì chợ Gia Trai này nó sẽ đông đúc vào cái buổi là khoảng 10 giờ đến 12 giờ 1 giờ đó. Nhưng mà khoảng 11 giờ là cao điểm là đông nhất. Chỗ này bán giày dép với lại mấy cái chân đèn rồi. Chỗ bà cô này bán mấy cái chân đèn. Đồng các bạn nhé. Thì sẽ đi dài dài qua bên kia còn đông lắm. Đây là có bán mấy chiếc xe đồ chơi nữa nè. Mày ấm ấm đun siêu tốc nè. Mình mấy cái bánh xe. Có bán luôn mấy cái đồ chơi dành cho mấy đứa nít luôn. Xe ben, xe xúc đất rồi. Còn bộ điều khiển luôn à. Xe đó xe địa hình đó. Bên xe tải giờ này nắng lên rồi. Hồi sáng mình có đi ra chợ Ve Chai Nguyễn Kiệm rồi, mình có quay một cái video ngoài đó rồi, thì mình sẽ post lên cho mọi người xem. Chứ còn bây giờ thì cái video này chắc là mình sẽ post sau. Đây có những cái máy mài, máy cưa rồi nè, motor rồi nha các bạn, motor rất là nhiều cái loại motor nè. Mua về để chế cháo hay là làm thì làm ha. Băng keo đen rồi, băng keo 3M rồi, đủ loại hết. Lưỡi cưa, lưỡi cắt. Mấy tay thắng xe đạp rồi ha. Mấy tay của cái máy cưa rồi, máy cắt rồi nè. CP. Chỗ này là bán những cái máy cắt. Này giống cái bàn ủi nước thôi. Chắc là vậy chứ phải không? À coi được rồi. Khi nào có nhu cầu mua hỏi. Đây rất là nhiều cái máy khoan hàng mà sử dụng các bạn. Hả? Đâu có nói gì đâu. Đang live stream mà nói chuyện đây. Xuống đây này, cửa hàng đó, like mà. Máy cắt, máy đục, máy khoan đủ hết. Hàng qua sử dụng đó. Nhìn hình thức cũng còn ok lắm nha, đẹp á. Rồi đi dài dài xuống dưới coi nha, còn dưới nhiều lắm nha mọi người. Mình cái này là khu chung cư này, người ta bán ba đồ điện tử nhiều lắm. Chợ Nhật Tảo mà cái gì cũng có hết, không thiếu món gì đâu.
mới giao kèo được một cái chân đèn, chốt được cái chân đèn. Rồi đó, hai cái này là một cặp, mà sao là cái này nó bóng bẩy quá, cái này thì nó kiểu nó lên ten xanh, nhìn cái kiểu giống nhau nó khác mọi người, không giống hết đâu, nhìn cái kiểu thì giống giống nhau thôi, mà cái nhìn đây nè, không biết cái này nó có bị gãy hoặc là bị đánh bóng mài mòn nhiều quá hay không mà thấy nó láng cái này. Còn đây nó góc cạnh mọi người thấy không, đây là góc cạnh nè đó. Cái này cảm giác như đồ mới sau này hoặc là đồ bị đánh bóng nhiều quá hay sao đó, hay là nó mày là đồ sau này nhìn nó không có giống mọi người nha, nhìn nó không có giống cái con này nhìn nó đẹp hơn thấy không, cái hình thức của cái này đẹp hơn, nó ra ten xanh là đồng thiệt thứ dữ đó. Dài dài xuống dưới coi nữa nha, còn nhiều dọn bán lắm, gần tết rồi. Chỗ này xe nãy đậu cái bích cửa, xe nãy đậu cái bích chú này luôn à. Đồ nhiều quá nè, micro ok kê đúng rồi, đông rồi chứ gì, để đông để nó chết đúng rồi. Cái này không biết là cái gì, cái này là cái máy mát xa mặt nha, máy này máy mát xa mặt để dành rửa mặt này nọ đâu, rửa mặt bằng sữa mặt rồi đó, rồi cha đủ loại đồ hết nè, radio nè, bà ngủ mà. Nắp đồng hồ, nắp mặt nạ đồng hồ của xe Honda Rim sao đó. Quá trời máy móc biết gì là bộ đàm này. Rất là nhiều đồng hồ. Đây cũng nhiều lắm nè, quá trời đồ đem ra coi đi. Đó, giới thiệu mọi người luôn. Này cái máy đo huyết áp, huyết áp đeo tai nhịp tim luôn quá. Nhiều thứ đồ điện tử lắm mọi người. Lo Bluetooth này còn đẹp. Xài pin Nokia được nè, xài pin Nokia được mà xài pin tiểu được luôn, nó tích hợp dễ sử dụng. Rồi nhiều cái đồ chơi nít này bằng sắt nè, nó xe bằng sắt nè, nó xe bằng sắt xài nó chơi nó bền, chơi biết nào mà hư. Đó, điện thoại 1202 280 đủ hết. Thấy cái 1280 2 sim chưa? Chế hả? Nguyên con luôn á. Ý là chế thêm chứ không mà có mà đương được. Tao mượn coi thử coi. Phải không? Đây hả? Ừ. Được coi thử coi. Má luôn á. Vậy là cái này máy không phải máy Zin đâu, máy kiểu như máy Trung Quốc sau này á,
nên nó mới có hai thì đó. Thì mấy cái bản Trung Quốc khác nó cũng có một sim mà bản Trung Quốc này hai sim là ngon. Chùa nghe cũng ấm dữ ha, không có ghè. Bản xịn đó, đó có Nokia hai sim luôn nha, 280 hơi bị độc đó. Đồng hồ trôi ra, đồng hồ máy trôi nha các bạn, máy này máy trôi đó, cái này treo tường, à nó có cái đế nè, nó có cái đế dựa sau lưng nè, biết rồi đó, nè, này đồng hồ trôi nha, rồi đó trưng bày lên luôn. Đồ điện tử bao la luôn nha các bạn. Đồ chơi có luôn nè. Máy bay điều khiển được. Cái này cái xác nha. Mất cái đuôi. Vừa kéo xe. Rồi đi lên tiếp anh ơi. Đây này bán ba cái đồ bóp da hay là zippo rồi nè, ba zippo khóa, ổ khóa báo động rồi, có mấy bộ đồ chơi đa năng nè, kìm kéo rồi, tốt rồi, kéo tốt bén gì ở ngoài này, cầm mấy này lên nhìn nó ghê quá. Dao kéo nhìn bén ghê. Nhiều đồ quá trời. Dao kéo người ta chỉ bán một đoạn khúc này thôi, đoạn khúc từ ngã tư Lý Đế tới Lý Thường Kiệt thôi, còn quanh kia không có bán. Trong đây có xác nào của S4 chú, Note 4 không? Ừ, Note 4 chắc không có, không thấy rồi. Này Note 3 gì đây nè, Note 5 cái gì mà bự quá. Này không phải, dòng Note 4 là nó vuông lắm, máy nó vuông. Đây bán sát điện thoại nhiều lắm nha các bạn, nó ra đây hết cái nào lựa. Đang kiếm cái sát Note 4 mà chưa có, để điền đảo một vòng mới có. Note 4 này đó, để coi có S7 ẹt không, không có S7 ẹt. Sát điện thoại là bao la đủ dòng đời máy hết. Vậy dài đó. Đi bán mấy cái sạc. Con chú này bán đồng hồ. Đủ loại đồng hồ hết, đồng hồ dây, đồng hồ kim, có đồng hồ dây, đồng hồ dây da, đồng hồ dây sắt. Mình đang đi đến đường Lý Thường Kiệt mọi người. Chỗ này là ngã tư Lý Thường Kiệt với lại Nhật Tảo nè. Cái ngã tư này thường xuyên kẹt xe lên báo luôn mà. Tại vì ở trong đây nó hay có xe giường nằm đi ra đó. Mà giờ đang cấm xe giường nằm rồi đó.
đồng hồ. Đây bán máy cỏ nhiều lắm nha các bạn. Đây người ta bán lo bán đồ âm ly nhiều lắm nha khúc này. Chưa gì có mai đẹp á. Đứng về. Chỗ chị người bán tai nghe nhiều quá trời ta. Trong cái xác đóng xác nó có cái nào ép bảy ép cái gì nó bán rồi lên à. Chủ mới mua lấy men đó. Đó thôi để lát đi kiếm chỗ khác. Dạ chỗ này bán nhiều đồ lắm nha, điện thoại có cỏ quá trời. Này tai nghe mà có sạc năng lượng mặt trời luôn. Có sạc năng lượng mặt trời nè. Nhiều quá vậy. Đủ rồi hết. Acer. Laptop mini. Hồi nãy lại chỗ kia hỏi được cái xác F7 hẹp nhưng mà đồ giá 250, thấy cao quá, với lại thấy ốc vít đồ mở hết lên rồi, mình cũng sợ không có còn lấy men được. Với lại mình ghé chỗ ông anh quen quen kia mua được cây Note 4 nè, hư màn hình rồi mà ảnh chỗ mối quen mà ảnh nói là men sống bán 50 đó, hy vọng về nhà men sống là lụm kia. Nhưng quan trọng là cái nhà, cái màn hình máy ở nhà còn lên không, thấy nó còn đẹp quá mà không biết lên không. Đang kiếm thêm một cái xác S7 ẹt nữa, tại vì ở nhà có một cái S7 ẹt đang bị tình trạng treo khởi động lại liên tục á, nên bây giờ đang cần tìm một cây đó. Nhiều đồ lắm các bạn, đủ loại á, đồng hồ, mắt kính, rồi các loại đồ công nghệ, đèn, đèn bàn. Dây đèn led nè các bạn. Có cả laptop nữa. Đó. Laptop ba ống cây luôn nha. Máy còn đẹp ghê các bạn. Máy này dạng đời cũ á. Này mua về hên xui. Đông đó bán điện thoại cỏ cỏ nhiều lắm nha. Máy Nokia giờ mua cũng vài chục ngàn con đó. Có máy tính đeo nhìn còn đẹp quá. Để mình coi cái coi. Màn hình thấy còn đẹp đó. Nặng ghê. Con này 15 inch lận. Pin bọng còn đầy đủ nha. Phía dưới đít là còn đẹp luôn á. Máy còn đẹp. Nặng chịch. Không biết là
thế nào. Nay đồ nhiều lắm nha các bạn. Loa Bluetooth này. Trong đó có cây tôi giúp điện mà hư rồi. Có cây tôi giúp điện nè mà hư rồi. Cái này là nguyên cái bộ đồ nghề sửa điện thoại của người ta bỏ ra nè. Thì đó, hư tôi giúp rồi. Cái tôi giúp điện nè, hư rồi. Đây tôi giúp điện nè. Nó hư cái nút hết trơn rồi nè. Banh chặt hết trơn rồi. Nó sửa điện thoại mà nó banh là hiểu rồi đó. Đúng không? Người ta sửa điện thoại, người ta có chuyên sửa này. Hư rồi bỏ chứ. Hư bỏ mua mới chứ. Dạ. Kích điện cây cũng mấy trăm ngàn á. Quá trời đồ mà. Tết nước gần tới rồi, đồ quá trời đồ. Ở ngoài này là chỉ có ngày chủ nhật là đông nhất nha mọi người. Chủ nhật là hàng hóa nhiều. Đó. Mấy ngày thường thì vắng lắm. Ok, đó bây giờ là cái này là cái đường hẻm đi vô chợ Nhật Tảo nè. Đi vô cái hẻm này là đi vô chợ Nhật Tảo nha mọi người. Mình sẽ đi ra cái khu vực đường Tân Phước nữa nha mọi người. Để đi ảo gạo coi có được cái xác S7 thì mua thêm cái xác S7 nữa. Đồ nhiều lắm. Chỗ này bán mấy cái đồ đồ đồng. Chỗ này ngã tư đường Lý Thường Kiệt với lại Vĩnh Viễn. Bây giờ mình định đảo ra đường Tân Phước nha mọi người. Rồi mình đi vô một cái con hẻm trong khu vực chợ vậy hai nha. Đây bán kéo. Kéo kìm búa nhiều quá. Đông quá đông mọi người nha. Ở phía sau cái trường học Nguyễn Minh Hoàng nè. Mấy cái búa này đó các bạn. Đồ quá đồ luôn. Bên kia bán mấy cái tượng đồ, thần tài đồ. Bên trong hẻm này là người ta bán kìm búa, nó lết đồ nhiều lắm. Đồng hồ này, trong hẻm này bán kìm búa mới lết, mấy cái đồ máy khoan, máy bàn, máy cắt, máy mài rồi đó mà. Ok mình đi vô trong cái khu đường hẻm của mấy cái kiosk nha. Đó, ghé chỗ chị Trinh, ghé chỗ Trinh kiosk 11-12 để mua một cái bộ pin sạc, pin sạc để mà xài cho cái micro karaoke đó. Tại nếu mà xài pin thường thì hết, xài hết xong chụp bỏ mua cái mới thì nó tốn tiền đó. Mua một cái bộ vậy 140, cũng loại tốt mà 140 một bộ 4 cục, xài xong sạc, xài xong sạc lại. Ao anh tên gì, tên gì, tiệm tên gì? Dạ. Đấy, tiệm của chúng này là 587 sạc 10 nha. Nhật Tảo đó. Là chuyên bán về những cái loa đó. Loa rồi cái cục sạc, adapter rồi. Đủ loại hết nha. Rồi cảm ơn anh. Dạ đó. Rồi cảm ơn anh, có gì chia sẻ lên để mọi người biết nó đến mình coi rồi. Dạ. Đó, dạ, đó nè.
loa rồi các thiết bị âm thanh đó, nói chung là vậy. Gặp tivi nhiều quá, gặp tivi không coi kìa. Dạ. Tivi coi nhiều quá mà không thấy ngoài trời nhanh. À. Dạ. Thạch Anh, dạ, con tên Thạch Anh. Thạch Anh. Dạ. Rồi. Rồi, chào anh chú nha. Dạ, dạ. Dạ. Đó, chỗ chú này cũng vui vẻ nhiệt tình lắm nha. Rồi đó. Bán những cái đây là cái mấy cái adapter sạc của laptop đó nha. Rồi 500 cục hết đủ loại hết. Dạ. Đó, cũng nhiệt tình lắm. Mày mọi người có ghé thì xem hàng ha. Dạ. Dạ. Chỗ này bán mấy cái máy lọc gió. Máy lọc gió của Nhật Bản, hàng xuất hàng nội địa. Máy lọc không khí á. Chỗ này bán mấy cái quạt. Quạt tản nhiệt. Dây nhờ này nọ đủ các loại luôn, không có thiếu món gì hết. Motor rồi. Motor lớn, motor nhỏ. Công tắc, dây chuyển rồi. Đủ loại. Có mấy cái như có máy thổi máy bơm rồi luôn á, bật đạn này nọ đủ loại, motor quạt, motor của những cái máy móc này nọ tháo ra đầy đủ hết, quạt tản nhiệt của máy tính bàn rồi ha. Thì nãy mình cũng ghé ngay chỗ ông chú quen á, mua được một cặp máy này. Đây, một cái con Noga 6/3 còn đẹp lắm. Đẹp keng lắm. Đó. Hai con này là mua giá là 250 nha, ổng đòi 400 á, 300 á, con 150, hai con 300. Thì trả giá còn 250 nha. Đó thì sau khi lấy về thì mình sẽ đăng lên trên cái trang cửa hàng Shopee của mình, trên trang Shopee nha. Mọi người lên trên Shopee á, mọi người gõ từ khóa Thạch Anh TV Shop nha, là sẽ vào cái shop của mình và mình có đăng bán những cái máy mình mua được ở ngoài này nè. Lên trên đó thì mọi người có thể tìm mua ha. Đó thì mình sẽ để lại giá hữu nghị thôi, về nhà mình sẽ lau chùi rồi thay pin, thay bọng rồi bổ sung thêm dây sạc này nọ vô cho mọi người để mọi người mua về là xài luôn thôi. Tên là Thạch Anh TV Shop nha mọi người. Ông này cũng đang nhậu đâu. Tu này bán nhiều lắm. Giờ mình ghé qua thăm anh Giang mình tí xíu nha mọi người. Đó, sẵn ra chợ Nhật Tảo là phải ghé anh Giang uống cà phê rồi nói chốc dốc rồi chơi ha, học hỏi kinh nghiệm qua lại với nhau. Giang đang tiến hành tách kính một cái màn iPhone phải không? iPhone 6 lớp nè. Kính bể nát quá trời luôn. Thường mấy cái mà bể nát quá vậy là mình nhận xác suất 50-50 phải không? Chứ còn mà đẹp đẹp xíu thì nhận ngon lành. Tại vì nó bể nhiều quá thì khi mà cái khâu mình cắt kính này nó cũng may rủi lắm. Đó, đang cắt mọi người. Dạng này là đồ nghề đầy đủ hết nha mọi người. Đó, mấy anh em làm đây. Máy dập cổ, máy dập cổ, máy hấp, máy dập màn hình là đủ hết. Kính hiển vi đồ nè, màn hình. Ở đây là anh Giang chuyên ép kính nha mọi người. Ép kính rồi ép cổ màn hình này nọ đồ. Cái màn này nó hơi khó tách nha, tại vì nó bể nhiều quá đó. Nó bể nhiều quá tách nó khó lắm. Tại vì nó mấy cái miệng mảnh chai rồi đó, nó rớt tùm lum la hết. Mấy cái màn mà kiểu như kính nó bể nhiều quá là phải dán một cái lớp băng keo lên để cho nó có cái độ hít, thì cái máy cắt nó mới hít được cái màn hình. Đúng ra đó. Tỉ mỉ lắm mọi người, này đơn giản. Đưa thêm băng nữa là lấy cái màn ra đây. Thank you.
rồi khi nào mà thấy nó nhẹ, cái nó nhẹ là bắt đầu dở màn hình lên được. Còn cái tay mình cảm giác nó còn nặng nặng là keo nó còn dính là chưa có dở lên được. Anh em nào ở khu vực quận 1, quận 10 rồi đó, 6 rồi có thể ghé qua Bình Giang nha. Đây nó gần. Đó, tách ra ha. Cái kính nó bể nát. Ô trời. Cà này chua ăn nha. Chưa hết nữa đó. Giờ quan trọng cái chùi nó, quan trọng lúc chùi nè. Trong cái khâu không biết sao tại vì cái màn hình mà nó bể nát nhiều quá mọi người. Trong cái khâu mình chùi nọ với lại những cái màn hình đó thường cái cổ nó yếu, chỉ sợ là nó đổ mực này nọ, sọc kỹ nọ. Cắt thì dễ đó, quan trọng cái khâu chùi. Giờ đây mới được 30-40% đó. Kiếm bể nát hết. Này quay cơ sở làm ăn cho mọi người coi. Giờ anh Giang ảnh làm ở trên đường Vĩnh Viễn đó, ở đường Lý Thường Kiệt mọi người ơi, đường Lý Thường Đế nha, đó. Đây. À, quay chia sẻ mọi người nè. Đây trường Giang nè, chuyên gấp kính sửa điện thoại thay thế linh kiện nha. Có số điện thoại luôn đó, mọi người có thể liên hệ anh Giang để hỏi sửa chữa khi mà gặp có những con máy hư nha. Đường Lý Nam Đế nha mọi người. Đó, ở phía trước mặt các bạn là thấy địa chỉ là 163 Lý Nam Đế nha. Đó, đối diện đó, đối diện số 163 Lý Nam Đế là các bạn thấy cái quán cà phê. Đây nè. Đó. Cà phê Sinh Tố 101017. Là sẽ thấy cái tiệm của anh Giang nha. Đây. Đây anh Phúc là chuyên mở phần mềm chuyên mở mật khẩu Google này nọ rồi nha. Đó, đến đây là có đầy đủ dịch vụ luôn nha mọi người. Đây cái màn mới cắt ra nè. Màn anh Giang mới vừa cắt ra xong giờ phải test lại. Test lại coi nó ổn hay không nha. Coi nó có bị đổ mực hay là nó có bị sọc chỉ gì không. Nếu mà test lại thấy mà sọc chỉ rồi thì thôi dục. Cái máy biết rồi nhưng mà cái màn nó khác nè, chú thấy chưa? Cái màn nó khác không? Giờ thấy trên này dương khúc không? Nè tại màn 2C, còn kính này kính kia thì đây kính dính gì đấy rồi. Màn 2C nè thấy không? Nó dương khúc nè thấy không? Nhưng mà nó có cái chữ Samsung không? Dạ có. Bữa hôm tôi đổi đây nè, nó không có chữ Samsung. Dạ. Về nhà tôi mới biết. Dạ. Con ép cho chú 250 nhưng mà chưa lấy nha chú. Không, để mai gì đi, tại tôi lăn kẹt, tại hỏi trước tôi biết, tại cái gì cũng đẹp vào đây hết á. Còn chính viên này con ép cho chú 200 là nó rẻ hơn, tại còn cái tính này con làm cực hơn. Như cái màn 2C á. Đây là chú này lại hỏi ép kính nha các bạn. Không, cái màn in của chú là con ép 200, còn cái này là con ép cái này con phải làm lại chứ không phải là... Ở bên mình thì chưa có làm cái dịch vụ ép kính nha. Nói chung là mình cũng đó có qua đây học hỏi anh Giang cái vụ mà ép kính rồi. Bây giờ nói chung là mình cũng biết cơ bản về ép kính nha. Tại vì mình chưa có máy móc này nọ đầy đủ nên mình chưa có làm cái dịch vụ được. Còn da để dành có xài nữa thì xài. Cái này không được tao. Giờ cắt thêm một cái màn Oppo F9 này. Phải F9 không ta này? Con này thì cái màn hình nó nứt ít nên dễ làm, dễ cắt. Màn này cũng có vô nước chút ít rồi, tấm tan dưới lớp khi bị sắt. Nhìn dĩ sắt có tan. Ở bên mình ép kính là bao rẻ luôn nha các bạn. Ừ. Mình nói chung là làm ở đây á, mặt bằng mình nhỏ nhưng mà mình làm mình lấy nói chung là giá rẻ hơn ngoài tiệm lớn nha. Lấy số lượng. Ừ. Để cưa 2-3 lần. Khi nào mà thấy nó nhẹ đó, cái tay mình kéo thấy nhẹ là biết nó keo nó đã đứt hết rồi, là giật lên thôi.
đó, lôi qua nó lên. Mấy cái này kiếm nó không có bể nhiều nên tách ra là nó sạch bon luôn, chỉ có cái nữa mình vệ sinh keo thôi. Tách ra xong là sẽ tiến hành test lại lần nữa để coi nó ổn không. Với lại sẽ mọi người luôn, tại trong quá trình tách rồi ép kính thì có thể là một số trường hợp nó bị đổ mực á, do những cái màn mà cái phôi nó yếu quá đó, có thể là đổ mực một hai mực nhỏ á, thì sẽ hấp là được. Nhưng mà khi mà hấp thì là nó sẽ hơi tốn thời gian chút xíu, còn mà nó ok luôn, suôn sẻ luôn thì không có cần phải hấp mực lại. Rồi làm ngon ra, nãy giờ cắt ba bốn cái nữa. Chỗ này làm ngày nó kiếm chục hai chục cây nha. Có hàng là anh em cứ đem tới đây là mình làm chờ đợi ngồi chờ lấy đồ luôn. Đây tại có quán cà phê nè nên anh em đến đây sửa thì cứ ngồi đây uống cà phê chờ. Ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ là xong rồi, ép kính nó đâu có lâu. Với lại đây có bán cơm luôn nè. Bán cơm, bán hủ tiếu ăn sáng luôn. Bao anh em chờ đợi là có phục vụ anh em là từ A tới Z luôn đó. Hai ba cái kính hiển vi luôn. Có mấy cái này thì làm mấy cái bo mạch nhỏ nhỏ thay chân sạc này nọ đồ nó dễ. Màn nó màn gì 6 gì 4 gì đó mọi người. Khi mà cắt ra xong là phải vệ sinh lại mấy cái keo này, mọi người thấy không? Cắt ra xong là keo nó còn nhiều dữ lắm, phải vệ sinh, ngồi vệ sinh hết keo cũ ra rồi mới tiến hành đưa cái kính dán kính mới vô, lăn keo rồi dán kính mới rồi lâm hết. Dạ. Nhanh lên. Test cái xong rồi test lại xong rồi chùi keo cái này. Test lại cái màn ép chính mới cắt nãy các bạn. Ở đây thì cũng có hai ba anh em làm cho nên nói chung là cũng không có lâu mấy đâu mọi người, ép cái màn hình này cũng tầm nửa tiếng hơn xíu gì. Đổ lên ngon lành. Đó. Sau khi mà cắt kiến ra xong rồi phải test lại coi nó lên ok không. Nên ok thì bắt đầu mới tiến hành đến công đoạn lao keo này nọ luôn. Đây anh Giang bắt đầu quấn keo nha. Quấn keo vệ sinh màn hình lại. Trên này sẽ quấn kỹ. Lâu lâu Giang thấy quay phim Giang gung tay quá trời đất. Làm này nó hơi lâu, cái gì cái khâu mà vệ sinh keo nó hơi lâu. Được, nha. Vú cảm ứng rồi ngon lành luôn. Đó, tháo ra. Vậy quấn gì kỳ quá. Nó bị cong đó Giang, cái cây sắt nó bị cong quá hay sao á. Quấn keo nó ra nên bận cái khâu quấn keo này là phải kỹ nè, tại vì mà làm mạnh tay quá là nó sẽ bị đổ mực bể thủy rồi đó. Làm này đòi hỏi tỉ mỉ thi nhau á, một bên làm bằng máy một bên làm bằng tay ta đọc chữ ta. Ê, đợi lát nữa thấy khâu mà dán kính vô rồi quay chia sẻ mọi người tiếp nha. Giang làm cũng lẹ dữ. Có màn thì nó cái keo nó dẻo dễ lột ra, có màn cái keo nó gấp tùm lum hết. Rồi,
rồi, vừa mới vệ sinh xong keo rồi giờ lau rồi chứ. Lau cho nó sạch sẽ hết keo rồi bắt đầu mới lăn keo mới. Khi ép thì quá trình ép thì thấy cực lắm á, nhiều giai đoạn lắm. Làm thì thấy dễ nhưng mà bước vô làm thì mới biết. Giang đây có nhận đào tạo học viên luôn nha. Ai muốn làm đệ tử thì ghé Giang học nghề. Ưu tiên chuyên nữ nha. Học viên là phải trẻ đẹp. Trẻ đẹp thì Giang mới nhận. Tách ra cái màn hình cái phôi nó mỏng lét à, đâu có dày gì đâu, mỏng manh. Màn này là màn AMOLED nha, thấy không? Phải màn AMOLED không? AMOLED đó mọi người, chứ màn phản quang nó dày lắm. Tách cái kiến ra rồi còn cái phôi chút xíu. Đó, giờ kiến mới, kiến này có keo sẵn chưa? Kiến mà có keo sẵn rồi thì khỏi phải lăn keo, còn kiến chưa keo sẵn là phải lăn keo rồi mới dán kiến. Để vô cái khung rồi để là định hình á. Bỏ vô cái khung là bắt đầu mình ép cái kiến lên là nó ngay luôn à. Còn mình canh bằng tay là chua lắm. Mấy cái màn mà iPhone đó thì nó có cái khung sẵn, đưa vô là nó vô ngàm luôn à. Còn mấy cái màn của Samsung là nó không có khung, nên phải bỏ vô trong cái thân máy để mà định hình đó. Kiến này là kiến có keo sẵn rồi. Đó, bỏ vô cành ngay là để xuống là ăn khớp. Làm đi nghe thấy đồ làm heo mà. Ừ, làm heo làm gà dưới nè, để chụp hình chửi quá trời thôi, mới chết đâu rồi. Rồi bỏ vô trong máy dập. Bỏ máy dập mấy phút rồi. Dập xong bắt đầu bỏ qua máy hấp. Đó cũng đang ép kính luôn nha, ép kính mọi người. Con ép kính nãy mới cắt ra nè. Đây làm tới 2-3 người làm cho nên thời gian làm nó cũng lẹ lắm mọi người. Đó, mấy con này là phải bỏ vô cái khung sườn. Tại vì nó không có cái khung sẵn. Rồi bỏ vô máy dập luôn. Đợi dập cái màn kia xong bỏ màn này vô. Đó. Dập xong cái màn kia đó, màn này đi 64. Dập xong cái bỏ vô máy hấp nữa là rồi đó các bạn. Ok thì sau 15-20 phút hấp thì màn hình đẹp rồi đó mọi người. Keo này nọ rồi nó hít hết trơn, sáng đẹp. Ồ, đưa cái vô liền ha, không lành. Mọi người thấy không, sáng đẹp, không có đổ mực, không có gì hết. Phép cho mến cho mọi người coi luôn. Đó thì mọi người có nhu cầu ép kiến màn hình hoặc là ép cổ cáp gì đó thì cứ mang quanh Giang nha, địa chỉ thì nãy mình có xe rồi. Đó, sáng đẹp. Rồi ép kính này đó, rồi ép kính vô nó xong. Ừ. Kính này giờ dán keo rồi gạn thun lại là xong.
Thì hôm nay mình sẵn đi chợ Dây Chai chơi rồi ghé qua anh Giang uống cà phê, sẵn chia sẻ dùm ảnh đến với mọi người. Anh em làm chung nghề mà ảnh có ép kiến, còn mình không có ép kiến nên mình chia sẻ ảnh để ảnh làm. Chỉ điều đi qua năm là mình cũng tập anh cũng mở tiệm ép kính nha. Tập anh qua đây là học nghề bữa giờ đó. Ở Hoàng Phà Thiện đó giờ chỉ cần chờ qua Tết. Chờ mấy móc nữa. Mấy móc là vô rồi xong đó. Rồi thôi cái video mình nay giới thiệu đến đây thôi nha. Chúc mọi người năm mới phát tài vui vẻ nha. Rồi mình cũng chào mọi người luôn nha.